Hi. Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Và ngày hôm nay mình nhận được Một cái câu hỏi của một bạn khá là hay Thì bạn inbox cho mình Và hỏi cách thức Để các bạn chuyển Một cái thiết kế, một cái template Của Canva sang định dạng BSD trong Photoshop Thì chắc hẳn là nhiều bạn Cũng đã biết cách thức để các bạn Chuyển một cái file BSD Từ Photoshop sang thiết kế trong Canva có nghĩa là từ một file có rất là nhiều những layer các bạn có thể chuyển sang project trong Canva nhưng mà chắc hẳn là có nhiều bạn chưa biết cách thức để chuyển một cái project một cái template trên Canva sang định dạng BSD trong Photoshop có lẽ là vài năm trước đó, khi mà nhắc đến Canva thì nhiều bạn thường hay có một cái câu nói vui á làm design mà sử dụng Canva gì <laughs> thật sự ra Canva không phế chúng ta mới phế ha ngày nay với sự phát triển không ngừng của Canva thì Canva đã tích hợp rất là nhiều những cái con AI trong đó có thể hỗ trợ mình trong cái việc thiết kế hình ảnh không những thiết kế hình ảnh nha mà Canva còn hỗ trợ editor video nữa và khi nhắc đến Canva người ta sẽ nghĩ ngay đến một cái kho template khổng lồ và cái kho template này là đa nền tảng đa thể loại ha có nghĩa là nó hỗ trợ rất là nhiều những cái nền tảng social khác nhau Cũng như là trong rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau Từ poster nè, banner nè, rồi thumbnail Rồi um, wedding Nói chung là rất là nhiều Nhưng mà khi mà các bạn xuất một cái file thiết kế Một cái template của bạn ra Thì nó chỉ cho bạn xuất ở định dạng Thứ nhất là định dạng hình ảnh Có nghĩa là jpeg nè, bnc Hoặc là những cái định dạng in ấn Lấy ví dụ như là pdf mình lấy ví dụ á, đây là một cái project trên Canva ha Thì đây là một cái template về uh, Happy New Year Thì khi mà các bạn ghê chuột qua nè, thì các bạn thấy á Nó từng cái lớp layer riêng biệt ha Mỗi cái như thế này, nó là một cái lớp layer riêng biệt Có nghĩa là nó cũng cấu tạo như định dạng BSD trong Photoshop Nhưng mà khi mà các bạn xuất cái file thiết kế này ra, bạn chỉnh sửa gì đó hoặc là bạn biến tấu bằng cầm vợt gì đó bạn chỉnh sửa theo cái ý thích của bạn ha thì khi mà các bạn xuất ra nè thì ở đây các bạn thấy nó chỉ hỗ trợ những cái định dạng như là JPEG nè BNC nè rồi PDF tiêu chuẩn ha PDF in ấn nè hoặc là định dạng SVG hoặc là MP4 ha hoặc là ảnh động ảnh ghép nè nhưng mà nó không có cái file định dạng là BSD của Photoshop nên khi mà các bạn xuất bằng những cái định dạng này nè Thì nó sẽ gộp tất cả những cái thành phần này thành một layer duy nhất Có nghĩa là các bạn không thể chỉnh sửa nó sau này Vậy làm cách nào bạn có thể chuyển cái project này sang định dạng BSD trong Photoshop ha Thì á với cái project này nè Khi các bạn xuất ra Thì bạn vẫn xuất ở cái định dạng là PDF ha Nhưng mà các bạn sẽ chọn là PDF bạn in ấn nha có nghĩa là khi mà các bạn in ấn ra thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn về chất lượng hình ảnh, hỗ trợ tốt hơn về mặt lệch màu. khi mà các bạn in ra thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. nó giống như là cái định dạng ARIB và CMYK trong Photoshop vậy đó. khi mà các bạn đem in á thì người ta sẽ nghĩ ngay tới cái định dạng đó là CMYK ha. nhưng mà thật sự ra ở định dạng ARIB của Photoshop ngày nay nó cũng hỗ trợ rất là tốt trong cái việc in ấn nên cũng không cần phải quá quan tâm tới cái vấn đề đó nhưng mà đối với canva khi bạn xuất file ra thì nếu mà bạn đem in á thì bạn nên chọn ở định dạng là pdf bản in ha rồi bây giờ tạm thời đức sẽ xuất cái file này ra ở định dạng là pdf bản in nha rồi đức sẽ tải cái file này xuống ha Các bạn có thể đặt tên là tùy ý ha. Rồi, thì đây là cái file PDF mà các bạn vừa mới download từ Canva xuống. Mình sẽ mở cái file này lên ha. Thì các bạn thấy á, nó là một cái hình ảnh gộp tất cả những cái layer nè. Thì ở đây á, khi mà các bạn mở bằng định dạng PDF á, thì những cái layer nè, cái test đồ nè. Rồi những cái bong bóng, những cái ngôi sao, những cái trái tim này nè Nó bị gộp lại thành một cái layer hết Và nó bị lỗi luôn như thế này nữa nè Đó, rồi bây giờ để chuyển cái định dạng pdf này sang định dạng bsd trong photoshop thì chúng ta sẽ làm cách nào ha thì ở đây các bạn sẽ cần một cái chương trình trình sửa ảnh online có tên gọi là photobi thì đây là một cái chương trình giống như photoshop online tại vì ngày nay theo như mình thấy cái xu hướng nó đang dần đến là nền tảng online nhiều ví dụ là photoshop online hoặc là khi mà làm nét ảnh hoặc là tách nền các bạn sử dụng một cái trình duyệt online chứ không có cài bất kỳ một cái phần mềm nào vào trong máy tính cả ha có nghĩa là mọi thứ đều thực hiện trên trình duyệt web hết thì với cái photobi nè nó cũng gần giống như cái photoshop nhưng mà đương nhiên thì nó sẽ không hỗ trợ được tốt như photoshop rồi lấy ví dụ như là bạn nào mà không có cài photoshop mà muốn mở một cái file định dạng là bsd trong photoshop hoặc là illustrator nè hoặc là cả file sd hoặc là figma nè nó cũng đều hỗ trợ hết ha file sketch nè Pro nè nó cũng hỗ trợ trên cái photobi này hết thì ở đây nè nó để những cái thông tin những cái file nó sẽ hỗ trợ cho các bạn thì ở đây các bạn thấy có định dạng pdf nè có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ được cái định dạng lúc nãy ha thì ở đây các bạn có thể là mở từ máy tính ha hoặc là kéo thả nó vào bây giờ các bạn sẽ kéo thả cái file pdf lúc nãy ha vào trong cái trình duyệt này rồi mình sẽ thả vào đây ha rồi đợi nó lót một tí xíu Đây đến đây bạn thấy cái giao diện giống Photoshop không các bạn Có khác một cái á Nó là hỗ trợ tiếng Việt <laughs> Và ở đây các bạn thấy nè Nó tách riêng ra từng cái lớp layer cho các bạn ha Các bạn có thể tắt mở nè Đó thấy không Nó tách riêng từ cái pháo hoa nè Hoặc là cái text nè ha rồi những cái like sáng nè, nó cũng tách riêng nha các bạn. Nói chung là nó tách riêng ra từng lớp layer hết ha Thì đến đây á là đã đúng với cái mục đích của các bạn Có nghĩa là các bạn đang chuyển một cái định dạng là PDF sang BSD Rồi vì đây là một cái trình sửa ảnh online giống như Photoshop Thì đương nhiên khi mà các bạn sale lại thì các bạn có thể sale ở định dạng BSD ha Thì bây giờ các bạn sẽ sale cái project này lại ha Các bạn vào tiệp nè Rồi các bạn sẽ chọn lưu ha ở đây thì các bạn có thể lưu ở định dạng là BSD hoặc là BSB ha. Hai cái định dạng này đều hỗ trợ lớp layer. Thì ở đây các bạn có thể đặt tên là tùy ý ha. Rồi chọn sale nè. Thì khi mà nó chuyển đổi từ cái file PDF sang BSD thì cái dung lượng nó lên là 42.3 MB. Có nghĩa là nó tách riêng cho các bạn từng lớp layer như thế này thì cái file bạn đương nhiên nó phải nặng hơn rồi. Rồi bây giờ Đức sẽ mở cái file BSD này lên ha. Rồi khi mà nó hỗ trợ định dạng Photoshop thì tự nhiên nó sẽ tách riêng cho các bạn từ lớp layer như thế này. Thì các bạn có thể chỉnh sửa hoặc là thay đổi những cái đối tượng ở trong này ha.